Chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center quận 9 để theo dõi cái màn mà Duy Nguyễn test kỹ năng của bạn Sport PT Max OT tên là Thức Nhan nha các bạn. Để coi hôm nay bạn Thức Nhan có thể support Duy Nguyễn tập OT trong một cái buổi tập lưng kỹ đó bạn. Giáo án này Duy Nguyễn kiểm tra rất là kỹ, tại sau này PT dạy giáo án này rất là nhiều cho các bạn. Các bạn muốn tập Max OT các bạn chỉ có con đường tới THOL thôi à, chứ mấy phòng gym khác làm gì có đồ cho bạn chơi Max OT. Wow. Đơn giản là vậy thôi. Và cái nữa là những phòng gym khác không có con người để cho bạn làm thực hiện Max OT. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan THOL Gym quận 9 á thì em thấy phòng gym đẹp không? Khởi động nha các bạn. Bài này lấy tên máy luôn, Leo Pro. Đây. Dành cả tầng rồi đó, để qua đây tập lưng thôi đó. Ok, lên tạ 10kg nữa. Đang khởi động Max OT nha các bạn. Bởi vậy mới nói với mấy em là chỉ có THOL Gym là một phòng gym của những giáo án. Chứ bây giờ các bạn đi phòng gym khác PT nó dạy bạn cái gì? Nó dạy bạn cái gì? Nó sẽ thiết kế giáo án cho bạn. Vậy Duy Nguyễn hỏi tiếp câu thứ hai, giáo án của bạn các bạn đó dựa trên cái gì? Dựa trên cái nguyên tắc nào? Rồi, nó hết rồi xong buông ra, chút nó tập nặng tính, thấy không? Rồi, đỡ lên luôn nè. Đó, kéo qua đây, đó, vậy đó. Hút bên! Rồi lên cục nữa, khởi động cái cuối. Hơi. Vô. Rồi qua xích tịch. Qua xích tịch rồi. Tinh thần Max OT, xét đầu tiên. Đây. Anh. Ủa hồi xưa anh tập này nhiêu ký quên ta? Hồi xưa hả? Wow. Sao xưa đâu vậy? Lên luôn cho đẹp tạm em. Quá mày ơi. Không giờ vậy nè, đổi 4 cục này thành 4 cục 20. Nó mới đủ. Lên tạng lần 40kg sốc không em? Ô anh thề luôn với mấy em á, anh dạy tụi nó không biết, anh không có dạy sắp tạ như vậy.
mà thằng nào tự bựa ra sắp tạ xấu nhất hành tinh luôn các bạn. Bây giờ các bạn comment coi anh này là nhiêu ký, đúng trúng event. Tập nổi không tính sao, thằng nào mà chơi anh thì bước vô đây tập được anh cho 1 triệu. Không độ Richter nha mấy má. Rồi bây giờ chúng ta qua bài Last Full Down. Qua quận 9 không tập bài này uổng kiếp. Lên tạ mấy em. À bây giờ là chúng ta tập mấy tập kiếm quên. Cái máy tập nó rác lắm các bạn. Tạ lắm. Nó re quay được. Mà nó phê phê, nó trơn trơn, mà nó đã là sao nó dùng từ ngữ gì để diễn tả. Bởi vì bên mình Tân chửi quá trời. Oh no. Chửi quá là chửi. Nhưng mà giờ lỡ nó đỡ cũng có 3 năm rồi. Nó phải chờ nâng cấp thôi. Anh rất thích máy này, bởi vì anh dành có tuần đến qua nên tập mấy máy này. Con chuột bên kia nữa kìa. Con chuột bên kia nữa kìa, đã lắm. Thôi. Lên tạ. Anh căng cơ thôi chứ phải anh tạnh nổi. Ủa con bị tiền bút mày. No. Lúc nào tao bận thì thôi chứ còn giờ tao rảnh mà. Ôi bị tiền bút. Bây giờ phạt nó tập thêm 4 set nữa. Cái tội đó không bút các bạn. Phạt nó nha. Tập thêm 4 set nữa. Tính luôn set này là 3 set nữa đó. Hey! Đếm vô, chuyền lửa vô, giữ 1, 2, 3. Đây nó vô. Hey! Tính dữ nữa đó. Mày đếm nhanh vậy. Hey.
Ủa sao nhẹ ta? Cái ăn dữ rồi sao vừa xuống được nữa? Nó phải coi da tóc nó xuống. Rồi lên là 4. Cục xương đã xong rồi đó, giờ tới cục thịt. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.